Rồi la lên cười ngay, quay phim ngay. Chạy chạy chạy. Rồi, câu được 9 cá nào chưa? Giỡn câu lên coi. Chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì các bạn, đây là cái cảnh bãi biển á, cảnh bãi biển của Hòn Sơn vào buổi chiều nè các bạn. Nó thì mình đi dạo, lúc bữa này là mình đang chạy đi dạo vòng vòng theo quanh mấy biển nha. Thì mình sẽ quay lại cái cảnh này cho các bạn xem mà, thấy không? Ở đây thì phong cảnh nó còn rất là còn tuyệt đẹp các bạn, nhưng nó còn hoang sơ. Mình thấy là du lịch thì cũng có nhưng mà chưa can thiệp vào sâu nhiều quá, vẫn còn người dân sống theo quen các bãi biển đó các bạn. Không, thì ở mấy cái khu này nè, người ta ở để mà người ta đánh bắt hải sản rồi đó các bạn. Đó, đây thì có rất nhiều là khô cá luôn ha. Đó, người ta đánh bắt xong người ta phơi đó, người ta bán cho khách du lịch đó các bạn, hoặc là người ta đưa vào đất liền một bạch giá để người ta bán nha. Để các bạn thấy dòng ở biển không, mình thấy rất là tuyệt đẹp luôn đó. Đây là cái biểu tượng của cái con rùa, bằng con rùa ở biển ha. Cái biểu tượng rất là lớn luôn. Thì ở đây là xung quanh những cái hòn đảo các bạn, thì nó đường, cái đường nó vẫn có đường lên ha, vẫn có đường lên dốc và đường xuống dốc đó. Chạy không nổi gì luôn, chiếc nào chứ mấy. Thì các bạn, đây là buổi chiều hả các bạn. Thì ở đây là bãi biển buổi chiều đó, thì ở đây là có nhiều người khách du lịch nước ngoài các bạn đang chuẩn bị xuống tắm biển nha. Thì các bạn, lúc này là mấy anh em vô quán uống nước nha, nước xong là chuẩn bị chiều tắm đó các bạn. Thì các bạn, lúc này là tất cả các anh em, mấy anh em đi xuống tắm rồi, còn mình thì mình không tắm ha, mình đứng ở trên mình quay video các bạn. Đó, đây là khung cảnh của bãi biển Hòn Sơn vào buổi chiều ha. Đó, thì ở đây nè các bạn, người ta bắt ghế cho mình uống nước này kia đâu đó, giải trí và ai xuống tắm thì tắm ha. Đó, các bạn thấy cái phong cảnh không, phong cảnh của cái biển Hòn Sơn nó nhìn nó hoang sơ và nó đẹp làm sao các bạn. Đó là những cái khung cảnh này á, thích hợp cho mình đi du lịch đó các bạn, nghỉ dưỡng mình thấy nó thoải mái nha. Đặc biệt là nước ở đây rất là trong các bạn, trong và nó sạch nha, nó không có bị ô nhiễm giống như những cái bãi biển khác.
Đó thì ở bên phía bên trên đó, các bạn, thì đây là khu của người ta đánh cá đó các bạn. Và ở trên đó thì người ta nuôi hải sản ở trong lồng bè đó. Đó, ở đây vẫn có hải sản nuôi luôn. Đó. Thì ở đây các bạn thấy không, chiều thì nói chung là gió nó không lớn, các bạn thấy không, nói chung là nhẹ nhẹ thôi. Còn không, bên cái chỗ mà đây nè các bạn, thì đó là nhiều người đã xuống tắm nhất chiều đó các bạn. Đó. Ở đây có dừa nha, trồng dừa đó các bạn. Đây là cái chỗ mà để dành cho những cái khách mà nghỉ dưỡng, người ta muốn nghỉ ở trên đây nè các bạn. Đó, người ta tối người ta ra ta ngắm biển được ha. Đó thì mấy cái phòng này tương đối là giá thành nó đắt tiền, nói chung là một đêm tầm có khoảng 1 triệu ngoài đến 2 triệu tùy theo chỗ các bạn. Đó. Còn mình nó thì mấy anh em mình nó thì không không có ở khách không có ở những chỗ như vậy ha, mình ở khách sạn bình thường. Đó. Đây mấy có nhiều các bạn livestream nè, các bạn chụp hình ha, rồi quay video TikTok gì đó, nói chung là làm các kiểu, nói chung là ở đây có nhiều idol TikTok lắm. Thì ở đây người ta cũng cho thuê cái tàu nè các bạn, cái tàu mà là chạy lướt sóng đó, đó không phải cái tàu không, thì ai thuê thì muốn chạy thì ở đây vẫn có chỗ thuê chạy luôn. Thì ở ngoài đó đó các bạn, người ta gào lưới lên, người ta quẳng gào để cho cái người tắm an toàn đó. Đây mấy bạn này là chuyên gia quay video TikTok nè các bạn. Nó còn cái khúc cái đó các bạn thấy cái cục điện không, nó cục điện là nó dẫn điện từ ngoài đất liền ra tới ngoài biển đảo luôn các bạn. Các bạn thấy cái dừa không, cái dừa nó mọc ngộ không, bạn mọc từ trong mà nó nằm dài như vậy đấy các bạn. Đó, gió biển nó ngược nó ngộ, gió biển đúng ra là gió biển ngược thì giống như nó chống chống biển này, các bạn thấy không, biển mà kia vô những cái cây này nó mọc như ngộ, mình không biết nó mọc hay là tự trồng như thế nào ha. Nó nhưng mà thấy nó mọc rồi, nó mọc nó, các bạn thấy không, giống như nó chổi gió là gì đó. Thì ở đây có mấy cái khu nhà trọ đó các bạn, ai muốn tối mà ra ngắm biển thì vẫn có luôn. Đó, lúc này hình như là có cái mấy cái người mà người ta thuê chiếc tàu nè các bạn, đúng không, thì cho nên là chủ chủ người ta lôi cái tàu ra để mà cho thuê. Còn mình thì lo quay mấy em hot girl chân ngắn. Đó, ai muốn chạy thử nghiệm thì ra đó thuê các bạn, đặc biệt là nữ rất là nhiều nha. Mình thấy có nhiều bạn nữ ra đây rất là nhóc luôn nữ, nhưng mà còn mấy đứa bé nhỏ nó nói chung là nhiều lắm, mà mấy cái người già thì mình thấy hình như là ít ít có ra đảo này các bạn ngồi, hình như cái đảo này để dành cho những cái bạn trẻ thì đó. Thì mấy cái khu đó đang chuẩn bị xây dựng đó các bạn, nhưng mà chưa có hoàn thiện gì đó, mình thấy là xây chưa có xong ha. Thì bữa nay giấc chiều á, biển rất là đẹp luôn, nói chung là êm, các bạn tắm thoải mái luôn. Còn xa xa đó là những cái đoàn tàu người ta chuẩn bị người ta đánh bắt đó các bạn. Rồi các bạn video mình đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha.